nhất đoạn 23 Người ta đến nói cùng David rằng Kìa dân Philippines hãm đánh Keila la và cướp lấy các sân đập lúa David cầu vắng Đức giê hô mà rằng Tôi có nên đi đánh người Philippines này chăng? Đức giê hô đáp cùng David rằng Hãy đi đánh người Philippines và giải cứu Keila. la Xong những người theo David nói rằng Chính tại đây trong xứ Judah Chúng ta sợ hãi thay Phương Trì đi đến kê la mà đánh quân lính Philippines. David lại cầu vấn Đức Giê-hô-va nữa. Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: Hãy trỗi dậy, đi xuống kê la ta sẽ phó dân Philippines vào tay ngươi. Vậy, David đi cùng những kẻ theo mình đến kê la đánh dân Philippines, làm cho chúng phải thua lớn. Ấy David giải cứu dân kê la là như vậy. Vả khi abitha con trai của abimelech đi trốn đến cùng david tại keila thì có đem theo cái ephod người ta cho sauler hai rằng david đã vào trong keila sauler nói đức chúa trời phó nó vào tay ta bởi vì nó đã đi giam mình trong thành có cửa có then vậy sauler chiêu hết hải quân lính tặng đi xuống keila vây phủ david và những kẻ theo người nhưng David biết rằng Saul toàn mưu hại mình. Thì nói cùng thầy tế lễ Abitha rằng, Hãy đem Ephod đến, đoạn người câu rằng, Lại dư Đức Chúa Trời của Israel, tôi tớ của Chúa có hai rằng, Sao lơ toan đi đến thành Keila, Đặng phá thành vì có tôi. Các quan trưởng Keila sẽ nộp tôi vào tay Sao lơ chăng? Sao lơ sẽ đi xuống y như lời tôi tớ Chúa đã nghe nói chăng? lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel xin cho tôi tới Chúa biết điều đó Đức Giê-hô-va đáp Saul sẽ đi xuống David lại hỏi rằng các quan trưởng Kê-i-la sẽ nộp tôi và những kẻ theo tôi vào tay Saul chăng Đức Giê-hô-va đáp chúng nó sẽ nộp các ngươi. bây giờ David và những kẻ theo mình ước chừng 600 người đều đứng dậy đi ra khỏi cây i la và rút ở nơi nào được thì ở Sao lơ hay rằng David đã thoát khỏi Keila thì bỏ không kéo binh đi. David ở trong đồng vắng, trên nơi cao hiểm hóc, tức là ở trên núi tại đồng vắng Sip. Sao lơ tìm kiếm người không ngớt, nhưng Đức Chúa Trời chẳng phó người vào tay Sao lơ. David thấy Sao lơ đã kéo ra, đặng hại mạng sống mình, thì ở lại trong rừng già, trong rừng của đồng vắng Sip. Bây giờ Jonathan, con trai của Sauler, đứng dậy, đi đến cùng David ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà rằng, Chớ sợ chi, vì tay của Sauler, cha tôi, sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Sauler, cha tôi cũng biết rõ điều đó. Hai người cùng lập giao ước tại trước mặt Đức Jehovah. Đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình dân ship đi lên cùng sauler tại Gibea mà nói rằng david ẩn giữa chúng tôi tại nơi đồn trong rừng trên gò hakila ở về phía nam của đồng vắng vậy hỡi vua hãy xuống y theo lòng sở ước của vua chúng tôi chịu lo nộp hắn vào tay vua sauler đáp nguyện đức va ban phước cho các ngươi vì các ngươi có lòng thương xót ta hãy đi hỏi thăm cho chắc hơn nữa chẳng biết và xem xét chỗ hắn trú và ai đã thấy hắn ở đó vì người ta có nói rằng hắn rất hôn quỷ vậy hãy xem xét và biết mọi nơi hắn ẩn đoạn trở về nói lại cùng ta cho chắc thì ta sẽ đi cùng các ngươi nếu hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm hắn trong hàng ngàn dân juda vậy chúng trỗi dậy đi về xếp trước sau lơ còn david và những kẻ theo người ở nơi đồng vắng ma ôn tại araba về phía nam Yeshimo. sau sauler và những kẻ theo người đi tìm david david hay được điều đó bèn xuống hòn đá và ở trong đồng vắng ma ôn sauler hay được bèn đuổi theo david trong đồng vắng ma ôn sauler đi sườn núi bên này còn david và bọn theo người đi sườn núi bên kia David vội vàng chạy trốn đặng thoát khỏi Sao Lơ. Nhưng lúc Sao Lơ và các đệ tớ bao phủ David và bọn theo người đặng hãm bắt, thì có một sứ giả đến cùng Sao Lơ mà nói rằng, hãy mau mau trở về, vì dân Philippines đã xâm phạm xứ ta. Vậy Sao Lơ thôi đuổi theo David, đi đánh dân Philippines, bởi cái ấy người ta gọi chỗ này là hòn đá phân rẽ.